Chào mừng các em đến với chương trình dạy học trực tuyến của trường Trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11, bài giảng sinh học 8. Hôm nay cô và các em sẽ tìm hiểu bài số 32, chuyển hóa. Nội dung của bài chuyển hóa gồm có 3 phần. Phần thứ nhất, chuyển hóa vật chất và năng lượng. Phần thứ hai, chuyển hóa cơ bản. Phần thứ ba, điều hòa sự chuyển hóa vật chất và năng lượng. Chúng ta vào phần đầu tiên, chuyển hóa vật chất và năng lượng. Các em dựa vào sơ đồ sau và thông tin 1, 2 sách giáo khoa, chúng ta trả lời cho cô câu hỏi. Quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng ở tế bào sẽ gồm những quá trình nào? Câu trả lời đó là gồm hai quá trình, đó là đồng hóa và dị hóa. Các em quan sát ha, đây là sơ đồ trao đổi chất ở tế bào. Tế bào sẽ lấy ở môi trường trong cơ thể chất dinh dưỡng và oxy, và sau khi sử dụng nó sẽ thải ra môi trường trong cơ thể khí carbonic và chất thải. Còn hình ảnh kế bên là sơ đồ chuyển hóa vật chất và năng lượng ở tế bào. Thì trong quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng ở tế bào thì gồm hai quá trình nhỏ là đồng hóa và dị hóa. Đồng hóa là tổng hợp chất và tích lũy năng lượng, còn dị hóa là phân giải chất đồng thời giải phóng năng lượng. Vậy chúng ta phân biệt trao đổi chất ở tế bào với sự chuyển hóa vật chất và năng lượng như thế nào? Câu trả lời đó là với sự trao đổi chất ở tế bào ha, là trao đổi các chất giữa tế bào và môi trường bên trong. Còn chuyển hóa vật chất và năng lượng là quá trình biến đổi chất có tích lũy và giải phóng năng lượng. Các em lưu ý cho cô là chúng ta không nên nhầm lẫn giữa trao đổi chất và trao đổi năng lượng. Chỉ trong quá trình chuyển hóa thì mới bao gồm hai mặt, đó là đồng hóa và dị hóa. Còn trao đổi chất là hiện tượng trao đổi chất giữa tế bào với môi trường trong và giữa cơ thể với môi trường bên ngoài. Tuy nhiên là trao đổi chất và chuyển hóa vật chất và năng lượng, nó là chuỗi sự kiện kế tiếp nhau, gắn bó nhau và xảy ra trong cơ thể. Đầu tiên là trao đổi chất trong cơ thể trước, sau đó đến trao đổi chất ở trong tế bào, và tiếp theo là quá trình chuyển hóa bao gồm đồng hóa và dị hóa. Trao đổi chất á, nó là biểu hiện bên ngoài của quá trình chuyển hóa trong tế bào, và mọi hoạt động sống của cơ thể thì đều bắt nguồn từ sự chuyển hóa bên trong của tế bào. Vậy năng lượng giải phóng ở tế bào sẽ được sử dụng vào những cái hoạt động nào? Nó sẽ được sử dụng vào ba hoạt động ha. Hoạt động thứ nhất là hoạt động co cơ để giúp cho chúng ta vận động và di chuyển. Hoạt động thứ hai là những cái hoạt động sinh lý ở trong cơ thể chúng ta. Và hoạt động thứ ba là hoạt động sinh nhiệt trong cơ thể. Tiếp theo chúng ta sẽ quan sát sơ đồ quá trình đồng hóa các chất để tìm hiểu thế nào là đồng hóa. Các em thấy trên màn hình đó là đường đơn. Đường đơn là một chất dinh dưỡng do ruột hấp thụ vào cơ thể. Thì đường đơn qua quá trình đồng hóa nó sẽ được enzyme tổng hợp trở thành glucid đặc trưng của cơ thể. Tương tự, axit amin qua quá trình đồng hóa cũng được enzyme tổng hợp trở thành protein đặc trưng của cơ thể. Axit béo và glycerin qua quá trình đồng hóa thì cũng được enzyme tổng hợp trở thành lipid đặc trưng của cơ thể. Như vậy, đồng hóa là quá trình biến đổi tổng hợp những cái chất đơn giản trở thành những cái chất đặc trưng cho cơ thể và đồng thời tích lũy năng lượng. Tiếp theo chúng ta sẽ quan sát sơ đồ quá trình dị hóa các chất để tìm hiểu thế nào là dị hóa. Thì những cái chất glucid đặc trưng, protein đặc trưng và lipid đặc trưng nó là sản phẩm của quá trình đồng hóa. Thì qua quá trình dị hóa nó sẽ được oxy hóa trở thành CO2 và sản phẩm phân hủy. Đồng thời nó sẽ giải phóng năng lượng, và năng lượng này là năng lượng sẽ cung cấp cho các hoạt động sống của tế bào. Các em ghi cho cô thông tin của phần 1 La Mã vào tập nha.
Vậy thì cơ thể người ở trạng thái nghỉ ngơi có tiêu dùng năng lượng hay không và tại sao? Câu trả lời đó là khi nghỉ ngơi, cơ thể chúng ta vẫn tiêu hao năng lượng để duy trì các hoạt động cơ bản, ví dụ như là hoạt động của tim, hoạt động của các cơ quan hô hấp và duy trì thân nhiệt. Cho nên chúng ta vẫn phải sử dụng năng lượng mặc dù chúng ta đang ở trong trạng thái nghỉ ngơi. Và cái năng lượng dùng cho chuyển hóa khi cơ thể nghỉ ngơi chúng ta gọi đó là chuyển hóa cơ bản. Chúng ta tìm hiểu phần 2 La Mã chuyển hóa cơ bản. Vậy chuyển hóa cơ bản là gì và tại sao phải xác định chuyển hóa cơ bản? Chuyển hóa cơ bản chính là năng lượng tiêu dùng khi cơ thể chúng ta nghỉ ngơi hoàn toàn. Và sau khi kiểm tra chuyển hóa cơ bản của một người và so sánh với cái thang chuẩn thì người ta có thể chẩn đoán được tình trạng bệnh lý của người đó. Và chuyển hóa cơ bản thì được tính bằng đơn vị là kilojoule trong 1 giờ đối với 1 kg trọng lượng cơ thể. Các em ghi cho cô thông tin của phần chuyển hóa cơ bản vào tập. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu phần 3 La Mã điều hòa sự chuyển hóa vật chất và năng lượng. Các em trình bày các điều kiện ảnh hưởng đến sự chuyển hóa vật chất và năng lượng trong cơ thể. Câu trả lời đó là sự chuyển hóa vật chất và năng lượng trong cơ thể thì nó phụ thuộc vào sự điều khiển của hệ thần kinh, là những cái trung khu ở não bộ nó sẽ điều khiển quá trình trao đổi lipid, trao đổi nước, muối khoáng và tăng giảm nhiệt độ cơ thể. Và cái thứ hai, nó phụ thuộc vào các cái hormone điều tiết, ví dụ như insulin hay là glucagon. Các em ghi cô thông tin của phần 3 La Mã điều hòa sự chuyển hóa vật chất và năng lượng vào tập. Rồi, bài hôm nay chúng ta sẽ tóm tắt lại bằng một cái sơ đồ tư duy để chúng ta dễ hiểu Thì sự chuyển hóa nó bao gồm 3 phần. Thứ nhất là chuyển hóa vật chất và năng lượng. Thứ hai là chuyển hóa cơ bản. Và thứ ba là điều hòa chuyển hóa vật chất và năng lượng. Trong phần chuyển hóa vật chất và năng lượng thì gồm có 2 quá trình là đồng hóa và dị hóa. Đồng hóa là tổng hợp chất và tích lũy năng lượng. Dị hóa là phân giải chất và giải phóng năng lượng. Chuyển hóa cơ bản là năng lượng tiêu dùng khi cơ thể chúng ta nghỉ ngơi hoàn toàn. Và nó có ý nghĩa đánh giá trạng thái sức khỏe của chúng ta. Điều hòa chuyển hóa vật chất và năng lượng thì nó sẽ chịu ảnh hưởng của hệ thần kinh và thể dịch. Hệ thần kinh là trung khu điều khiển trao đổi glucid, lipid, nước, muối khoáng ở não bộ. Còn thể dịch là những cái hormone như insulin hoặc là glucagon. Dặn dò về nhà chúng ta học bài và chép bài đầy đủ vào tập cho cô, đồng thời chuẩn bị cho cô bài số 33 thân nhiệt. Bài học đến đây là kết thúc. Thân ái chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại các em ở bài học sau.